Mẹ đã nói rồi, thức dậy sớm mà không chịu, cứ nằm ngủ nướng hoài rồi bây giờ trễ giờ hết rồi. Con có lần sần hoài à. Chuẩn bị xong rồi hả? Đi chơi thôi. Đi chơi, đi chơi. Yeah, có ba với bà nội đi theo nữa. Ủa đi đâu ạ? Thì gia đình đi chơi. Đồ ăn nè. Đi chơi chung chơi vui, không có sợ bị té xong. Anh bị sao vậy? Lâu lâu tôi mới dẫn con tôi đi chơi, hai mẹ con tâm sự cho thoải mái. Anh dẫn bả theo rồi xong rồi tôi tâm sự được. Alo, tôi bác sĩ Tuấn đây. Cô có phải là người gửi đồ cho tôi sáng nay không? Tại sao cô có cái bút này? Nghe anh nói là biết anh quên rồi. Đàn ông mau quên thiệt á. Em Linh nè. Linh nào? Linh búp bê. Ở quán karaoke Tiên Phú, khách sạn Điền Phong. Cô muốn gì? Em muốn gửi tín hiệu cho anh biết, sau đêm hôm đó anh có một đứa con rơi.